Vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có thêm một thành phố từ tháng 5 năm 2024, đó là thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang. Dựa theo tỷ lệ đô thị hóa, nâng cấp đô thị của 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long thì tính đến năm 2024 đang có tất cả 26 đô thị loại 4. Trong đó có 4 thị xã và 22 thị trấn. Các thị xã, thị trấn đang thuộc tỉnh nào thì chúng ta cùng nhau tổng hợp các số liệu đô thị trong video hôm nay. Tỉnh An Giang sẽ là địa phương có nhiều đô thị loại 4 nhất vùng, gồm có 7 đô thị, đó là thị xã Tịnh Biên, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, thị trấn Chi Tôn, huyện Chi Tôn, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới. Tỉnh Long An sẽ có 5 đô thị loại 4, gồm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Tỉnh Đồng Tháp sẽ có 3 đô thị loại 4, gồm thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười. Tỉnh Bến Tre có 3 đô thị loại 4, gồm thị trấn Ba Chi, huyện Ba Chi, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày. Tỉnh Cà Mau có 2 đô thị loại 4, gồm thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn. Tỉnh Trà Vinh có 2 đô thị loại 4, gồm thị xã Duyên Hải, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần. Tỉnh Sóc Trăng có 2 đô thị loại 4, gồm thị xã Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu. Tỉnh Bạc Liêu có 1 đô thị loại 4, đó là thị xã Giá Rai. Tỉnh Kiên Giang có duy nhất 1 đô thị loại 4 là thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương. Như vậy, các tỉnh không có đô thị loại 4 gồm tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Tiền Giang và thành phố Cần Thơ. Tỉnh An Giang và tỉnh Long An là 2 địa phương có nhiều đô thị loại 4 nhất vùng, còn tỉnh Sóc Trăng là địa phương có 2 thị xã đang là đô thị loại 4. Số liệu này chỉ cập nhật đến tháng 5 năm 2024, vì trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030 sẽ có rất nhiều đô thị loại 4 sẽ được nâng cấp lên đô thị loại 3. Nếu có sai sót thông tin, xin mọi người bổ sung dưới phần bình luận. Trong video sau, tôi sẽ cập nhật số liệu các đô thị loại 3 trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh để xem các video mới nhất tại kênh Kiên Giang Land. Xin chào và hẹn gặp lại.